Các bạn thân mến, mục ô cửa văn học hôm nay sẽ mang đến những vần thơ rất gần gũi, dễ thương về chủ đề tình bạn. Tác giả Trần Văn Lan bằng con mắt trẻ thơ đã kể câu chuyện đẹp bằng thơ về đôi bạn gần nhà luôn chăm lo giúp đỡ bạn để yêu thương thêm ấm nồng qua bài thơ Giúp Bạn. Chúng mình cùng nghe nhé! Nhà em và nhà bạn cùng chung một lối đi, bố em là bộ đội, mẹ bạn làm công ty. Khi chúng em đi học, vườn nhà gió đùa chơi, nắng rung cây nhảy múa, sân nhà đầy lá rơi. Mỗi khi cầm chổi quét, sân nhà mình sạch bong, em quét sang nhà bạn, sạch sẽ mới an lòng. Bố mẹ và cô dạy, quan tâm đến cộng đồng, chăm lo giúp đỡ bạn, yêu thương thêm ấm nồng. Các bạn thân mến, luôn giúp bạn sẽ luôn giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống, qua đó thêm gắn kết, yêu thương phải không các bạn? Tiếp theo chương trình, chúng mình cùng đến với một tình bạn đẹp qua bài thơ Đá bóng dưới đồi của tác giả Trương Quang Thứ nhé. Gom trâu lại một chỗ rồi, rủ nhau đá bóng dưới đồi cây xanh. Đất xếp ụ làm khung thành, bóng là cỏ rối, nhồi khoanh bó tròn. Cùng làng cầu thủ tí hon, hai bên thi đấu được hơn đua tài. Chẳng ai đứng giữa cầm còi, vẫn chơi đúng luật như lời FIFA. Ngã đầu nhỡ lúc quá đà, vội ôm nhau dậy, cười xòa cảm thông. Khi phòng thủ lúc tấn công, say mê cuồng nhiệt, hết lòng chịu chơi. Chiều tàn dừng trận nghỉ ngơi, thắng thua chung rộn tiếng cười hòa vang. Dòng trâu đùng đỉnh về làng, mặt trời như quả bóng vàng lăn theo. Các bạn thân mến, tác giả Hồ Điệp trong bài thơ Những người bạn của bé bằng biện pháp nhân hóa đã đưa những hình ảnh thật đáng yêu để nói lên sự ý nghĩa của tình bạn. Chúng ta cùng đến với bài thơ này nhé! Bé có nhiều bạn lắm, bạn áo nắng bạn ô, bạn bông bạn ô tô, rồi bạn hân hàng xóm, bạn áo màu xanh cúm, lúc nào cũng ngắt thơm. Bé thích được bạn ôm vào những hôm trời nắng, còn bạn ô màu trắng tròn xoe tựa trăng rằm. Có bạn ở cạnh bên, bé chẳng sợ mưa ướt. Bạn bông thì tinh nghịch, thích giấu dép giấu giày, thích chạy nhảy khắp sân rồi xà vào lòng bé. Bạn ô tô rất khỏe, chỉ cần một đôi pin, bạn hô lên in in, đưa bé đi khắp xóm. Còn bạn hân hàng xóm, hay đeo chiếc bờm hoa, hay ngã hay khóc òa, và hay chia quả bánh, bé xòe tay ra đếm 1, 2, 3, 4, 5, mắt bé sáng long lanh. Ôi mình nhiều bạn quá! Các bạn thân mến, với nhiều người, khoảng trời tuổi thơ luôn đầy kỷ niệm. Bài viết Ký ức tuổi thơ sau đây của tác giả Thu Hà được khai thác trên báo bắcninh.com.vn sẽ giúp chúng ta hiểu hơn nhiều giá trị của cuộc sống. Đó là hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc nơi bồi đắp tâm hồn chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Cùng cảm nhận những điều đó qua bài viết sau đây nhé! Nhà bác tôi ngay đầu ngõ có giàn nhót khá to ở góc sân trước nhà. Những cành nhót vươn cao lên cả tường, thân và cành tuy mảnh, nhưng dẫu mùa đông lạnh giá, sương muối, mưa bão trút xuống vẫn không hề rụng lá, trơ cành mà vẫn bám trụ. Xuân đến, giờ những cơn mưa phùn lất phất, hoa nhót bắt đầu đơm bông. Những chùm hoa trắng nhỏ tí xíu, màu trắng ngà bắt đầu trổ ra đầy kẽ lá. Chỉ đến khi rụng hết cánh, thì những quả nhót nhỏ xíu màu xanh lục mới chịu nhú ra, hòa lẫn vào màu xanh bàng bạc của lá. Chỉ 2 tuần sau đó, nhót bắt đầu lác đác quả vàng. Rồi khi nắng hạ,
Những cành nhót trĩu quả đỏ rực cả một góc vườn. Những ngày nghỉ học, tôi thường sang nhà bác cùng các anh chị, các bạn cùng trang lứa chơi ô quan. Thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra giàn nhót vẫn còn xanh, vặt vài quả, mân mê sát nhẹ những quả nhót vào tay áo, cho những mảng vải trắng nhỏ li ti bám ở quanh quả bong ra và cắn chấm với muối ớt. Cái vị chua hòa lẫn cái tê cay của muối ớt, xoa đứa nào đứa nấy đều suýt xoa, thích thú. Khi nhót bắt đầu chín đỏ, lũ trẻ con trong xóm mỗi lần đi qua ngước mắt nhìn lên, đều thèm thuồng. Có đứa không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực, rồi công kênh nhau lén vặt xuống. Có lần bác bắt gặp mấy đứa đang công kênh nhau hái nhót, bác gọi lại bảo, các cháu muốn ăn thì cứ vào nhà, bác sẽ hái cho mà ăn. Chứ công kênh nhau như thế mà không may bị ngã thì khổ. Mấy đứa cúi mặt xuống và lắp bắp xin lỗi bác. Sau đó, bác chảy chia cho mỗi đứa một ít. Bọn chúng thi nhau cảm ơn bác. Khi nhót chín rộ, tôi cùng các anh chị hái xếp vào chiếc thúng để bác mang đi chợ bán. Tôi nhớ mãi cái cảm giác sẽ sẵn sàng hái từng quả nhót chín từ cành xuống. Những trái nhót càng mọng được phủ lớp phấn trắng ni ti, chạm tay vào hơi ram sáp, nhưng phải thật nhẹ nhàng bởi rất dễ bị dập nát. Lần nào cũng vậy, hái nhót xong, bác lại chia cho cả lũ trẻ trong xóm. Chúng tôi lại quây quần cùng nhau thưởng thức. Trước khi ăn, chúng tôi thi nhau mài nhót vào đứa nào mặc quần áo thô nhám. Để rồi sau khi đứng dậy, quần áo đứa nào đứa nấy phủ đầy lớp phấn trắng xóa, phủi ra như cơn mưa bụi bay khắp không trung. Tiếng cười trong veo tan cùng những bụi nhót trắng xóa li ti, lan xa trong nắng. Sau khi mài sạch lớp phấn trắng, rồi nắn nhẹ cho mềm, chấm thêm muối ớt và từ từ thưởng thức mới là đúng điệu. Hương vị của nhót chín chua dịu, ngọt nhẹ thanh thanh là một món ăn vặt gây nghiện của không ít người. Chúng ta hãy cùng thử hương vị rất riêng của quả nhót để rồi nhớ mãi tất cả những khoảnh khắc tình bạn thật vui vẻ. Ý nghĩa luôn hiện hữu trong ký ức tuổi thơ.